Xin chào, tôi tên là Cameron Tamasha, làm phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Và tôi là Jeremy Luna, tùy viên báo chí tại Tổng lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng Ngài nhà báo Việt Nam. Các nhà báo rất là quan trọng trong bất kỳ xã hội nào trên thế giới, trong đó bao gồm cả Việt Nam. Họ cung cấp thông tin cập nhật và giúp chúng ta hiểu thế giới. Khi các nhà báo được phép làm công việc của mình mà không sợ bị trả thứ, thì sợ mình bác, trách nhiệm và niềm tin sẽ được cũng có. Hoa Kỳ ủng hộ sự lưu thông tự do của thông tin chính xác, các ý tưởng và ý kiến, bao gồm cả những ý kiến trái chiều. Điều này rất là cần thiết cho sự minh bạch, phản hồi và tin báo chung. Chúng tôi thông viên sử dụng cảm của các nhà báo ở Việt Nam và trên toàn thế giới, đặc biệt là những người sử dụng kỹ thuật điều tra và dữ liệu trong công việc của mình để chống lại mọi đe dọa ngày càng gia tăng của thông tin sai lệch. Công việc của các bạn là vô giá.